quý vị đang quay trở lại với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp. Tiếp theo sẽ là bản tin về việc Hoa Kỳ và Ấn Độ thống nhất lộ đồ hợp tác công nghiệp quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Lloyd Austin đã cho biết tại New Delhi vào hôm thứ Hai, Ấn Độ và Hoa Kỳ đã thiết lập lộ đồ hợp tác công nghiệp quốc phòng trong vài năm tới. Washington đang nỗ lực tăng cường quan hệ với Ấn Độ và xem mối quan hệ công nghệ và quân sự mạnh mẽ hơn với nền dân chủ lớn nhất thế giới là đối trọng chính đối với sự thống trị của Trung Quốc trong khu vực. Lộ đồ đã được hoàn thiện tại cuộc gặp giữa ông Austin và người đồng cấp Ấn Độ là Rajnath Singh. Thỏa thuận này được đưa ra vài tuần trước khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thăm Washington vào ngày 22 tháng 6 để thăm chính thức cấp nhà nước và hội đàm với Tổng thống Joe Biden. Lộ đồ được xem là quan trọng vì Washington duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với những công nghệ quân sự nội địa nào có thể được chia sẻ hoặc bán cho các quốc gia khác. Ấn Độ là một nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, phụ thuộc vào gần một nửa nguồn cung cấp quân sự của Nga, nhưng cũng ngày càng đa dạng hóa các nguồn mua từ Hoa Kỳ, Pháp và Israel cùng các nước khác. New Delhi cũng muốn các nhà sản xuất quốc phòng toàn cầu hợp tác với các công ty Ấn Độ và sản xuất vũ khí cũng như thiết bị quân sự ở Ấn Độ để tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu. Chính quyền Biden chuẩn bị ký kết một thỏa thuận cho phép General Electric Co. sản xuất tại Ấn Độ động cơ phản lực cung cấp năng lượng cho máy bay quân sự của Ấn Độ. Cầu đang xây bị sập lần thứ hai trong năm ở miền đông Ấn Độ. An toàn xây dựng của Ấn Độ một lần nữa được xem xét kỹ lưỡng sau một khi cây cầu đang được xây dựng bị sập vào hôm Chủ nhật. Lần thứ hai trong năm ở quận Bhagalpur phía đông, với một người được báo cáo mất tích. Rakesh Kumar, một dân cư địa phương cho biết cây cầu đã bị sập một lần vào đầu năm nay, nhưng người ta không chú ý đến việc xây dựng nó. Đồng thời cho biết thêm rằng ông cảm thấy những chấn động mạnh giống như một vụ nổ khi sự việc xảy ra. Theo truyền thông địa phương, cây cầu treo được xây dựng ở Bắc qua sông Hằng ở bang Bihar, ban đầu dự kiến hoàn thành vào năm 2019, nhưng đã phải đối mặt với nhiều sự chậm trễ. Các báo cáo cho biết lần đầu tiên nó bị sập vào ngày 30 tháng 4 năm ngoái do gió mạnh và mưa. Không có báo cáo về thương vong trong vụ sập cầu mới nhất, mặc dù các viên chức cho biết có 8 người đàn ông ở trên cầu trong vụ này và một người bảo vệ được báo cáo là mất tích. Chính quyền bang đã ủy quyền điều tra việc này và thủ hiến bang Bihar Nitish Kumar tuyên bố sẽ có hành động nghiêm khắc. Hai người thiệt mạng trong vụ pháo kích vào thị trấn Ukraine ở biên giới Nga. Chính quyền Ukraine ở Volchansk, một thị trấn ở biên giới với Nga và gần nơi các đảng phái Nga, cho biết họ đã bắt giữ một số binh sĩ Nga trong một cuộc đột kích xuyên biên giới, cho biết hai người đã thiệt mạng trong vụ pháo kích vào hôm Chủ nhật ngày 4 tháng 6. Người dân nói với hãng thông tấn Reuters rằng hai phụ nữ đã thiệt mạng khi đạn pháo phát nổ trước nhà của họ. Có những vũng máu trên mặt đất. Các nhà báo của Reuters nhìn thấy khói bốc lên bao trùm một khu vực ở khu vực biên giới. Một nhóm đảng phái Nga thân Ukraine hôm Chủ nhật đã cho biết họ đã bắt được một số binh sĩ trong một cuộc đột kích xuyên biên giới vào miền nam nước Nga và sẽ giao nộp họ cho chính quyền Ukraine. Quân đoàn tình nguyện Nga đã đưa ra tuyên bố trong một tuyên bố video được phát hành trên Telegram sau cuộc đột kích vào khu vực Belgorod của Nga. Quân đoàn cùng với các chiến binh từ Quân đoàn Tự do của Nga đã nhận trách nhiệm về một loạt các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga, bao gồm cả tuần trước khi Moscow cho biết hai thường dân đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh. Đoạn clip ngắn đã cho thấy khoảng một chục binh sĩ Nga đang bị giam giữ với hai người nằm trên giường bệnh. Nhóm cũng cho biết trước đó họ đã bắt hai binh sĩ làm tù binh. Việt Nam ân xá cho hai công dân Australia bị tuyên án tử hình nhân chuyến thăm của Thủ tướng Australia. Chủ tịch Việt Nam Võ Văn Thưởng vừa ký quyết định ân xá cho hai công dân Australia bị tuyên án tử hình theo đề nghị từ phía Thủ tướng Australia là Anthony Albanese nhân chuyến thăm của ông tới Việt Nam hồi cuối tuần qua. Trang tin ABC của Australia hôm 5 tháng 6 có cuộc phỏng vấn với Thủ tướng khi ông vừa về nước sau chuyến thăm Việt Nam và được ông cho biết ông đã đưa đề nghị
lên Thủ tướng Việt Nam vào buổi sáng và vào trưa ngày hôm qua. Chủ tịch nước đã ký các quyết định ân xá. Danh tính của hai công nhân Australia này không được tiết lộ theo yêu cầu của gia đình. Gia đình của hai người này đã nhận được thông tin và cảm thấy nhẹ lòng. Thủ tướng Australia cho biết, theo Thủ tướng Albanese, Australia là quốc gia phản đối án tử hình và thường vận động hành lang cho các công dân của mình bị bắt giữ ở nước ngoài. Hồi năm 2016, Tòa án Nhân dân thành phố Sài Gòn đã kết án tử hình hai công dân Australia gốc Việt là Nguyễn Thị Hương, 73 tuổi, và Phạm Trung Dũng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Liên quan đến trường hợp ông Châu Văn Khảm, 74 tuổi, người đang thụ án 12 năm với cáo buộc khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Thủ tướng Australia cho biết ông cũng đã có đề nghị riêng biệt. Ông nói với ABC, chúng tôi đã có đề nghị thay mặt cho ông Khảm, người bị kết án với tội khác. Đó là một trường hợp khác, chúng tôi theo đuổi việc chuyển tù nhân và rất hy vọng vào trường hợp này. Trước chuyến thăm của Thủ tướng Australia tới Việt Nam, nhiều lời kêu gọi phóng thích các công dân Australia đang bị giam giữ ở Việt Nam đã được đưa ra, bao gồm cả trường hợp của ông Châu Văn Khảm. Chính phủ Australia và các dân biểu đã nhiều lần lên tiếng về trường hợp của ông Khảm kể từ sau khi ông bị kết án vào năm 2019 nhưng chưa thành công. Tàu khảo sát của Trung Quốc rời vùng biển Việt Nam. Tàu khảo sát hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc và đoàn tàu hộ tống gồm tàu hải cảnh và dân quân biển đã rời vùng biển Việt Nam sau 28 ngày liên tục đi lại trong vùng nước này. Chuyên gia Raymond Powell, người đứng đầu dự án Mayoshu thuộc trung tâm Guardian Knot về an ninh quốc gia thuộc Đại học Stanford của Hoa Kỳ, đã cho biết thông tin này trên Twitter với hình ảnh theo dõi đoàn tàu được cập nhật. Chuyên gia Raymond Powell là người liên tục theo dõi các hoạt động của tàu Trung Quốc ở vùng biển Đông và đưa tin về hoạt động của các tàu này trong vùng biển của Việt Nam qua thời gian qua. Chuyên gia này đã viết trên Twitter vào hôm ngày 5 tháng 6 rằng cuối cùng cũng kết thúc 28 ngày sau khi đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để thực hiện các hoạt động nghiên cứu trái phép. Tàu hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc cùng đoàn tàu hộ tống lớn bao gồm hải cảnh và dân quân biển dường như đang hướng trở về nước. Thông tin tàu khảo sát Trung Quốc rời vùng biển Việt Nam xảy ra vào khi đối thoại an ninh thường niên Shangri-La đang diễn ra ở Singapore. Phát biểu tại diễn đàn này, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc là ông Lý Thượng Phúc đã nói, nhờ những nỗ lực chung của các nước trong khu vực, tình hình Biển Đông nhìn chung vẫn ổn định. Các trao đổi và hợp tác đã phát triển mạnh hơn. Ông Lý Thượng Phúc đồng thời cũng đổ lỗi cho Hoa Kỳ đang gây phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông và Đài Loan. Bộ Ngoại giao Việt Nam vào hôm 25 tháng 5 đã chính thức lên tiếng phản đối Trung Quốc điều tàu hướng Dương Hồng 10 vào vùng biển của Việt Nam và đề nghị Bắc Kinh rút các tàu này về nước. Trung Quốc đòi chủ quyền phần lớn diện tích Biển Đông với đường Đức Khúc chính đoạn vẽ sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của các nước láng giềng. Tòa trọng tài tại quốc tế trong một phán quyết vào năm 2016 đã bác bỏ tính hợp lệ của đường này, nhưng Trung Quốc không tuân thủ phán quyết của tòa. Đến với bản tin cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay, Tom Holland và dàn diễn viên The Crowded Room bước lên thảm đỏ cho loạt Apple Plus mới. Dàn diễn viên và đoàn làm phim của loạt phim kinh dị Apple Plus sắp ra mắt căn phòng đông đúc đã xuất hiện trên thảm đỏ New York vào thứ Năm ngày 1 tháng 6 trước buổi phát hành đầu tiên của chương trình vào ngày 9 tháng 6. Lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật, bộ phim kinh dị tâm lý xảy ra vào cuối những năm 1970 ở New York và tập trung vào một vụ xả súng. Chương trình này đại diện cho một vấn đề mà tôi nghĩ thực sự nên là điều mà chúng ta nói, chuyện cởi mở. Chương trình nói về việc tìm kiếm sự giúp đỡ và đó là một điều dũng cảm nên làm. Không phải đó là điều đáng xấu hổ. Vì vậy, tôi hy vọng rằng chương trình này có thể phục vụ như một bước đệm để đi đúng đường. Ông Tom Holland nói với Reuters, ở trung tâm là nam diễn viên Tom Holland, người đóng vai chính Danny Sullivan, được biết đến với các vai diễn Billy Elliot và người nhện Holland, cho biết vai diễn này rất độc đáo và là một trong những vai diễn khó nhất trong sự nghiệp của anh.
Và bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của buổi sáng ngày hôm nay của đài truyền hình IBC TV do xứ ngôn viên Phạm Hùng Cương và Linh Trịnh thực hiện. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả và các cơ sở thương mại đã luôn đồng hành cùng đài truyền hình IBC TV. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật nhiều an lạc.